Hi, chào mừng cả nhà đã đến với kênh channel của Gấu. Hôm nay Gấu sẽ vào bếp và làm món cá lóc kho dưa hường với nước dừa. Món này rất quen thuộc với mọi gia đình của chúng ta. Các bạn có chia sẻ gì hay với món ăn này thì comment ở dưới cho Gấu biết nha các bạn. Nguyên liệu của Gấu chuẩn bị nè, gồm có 800g cá lóc. Cái này Gấu đã rửa sạch rồi nè, chà nhớt và sau đó là trụng với nước ấm cho nó khử mùi tanh của cá nha. Các bạn muốn trụng thì trụng, còn không trụng thôi không sao hết, nhưng mà mình kỹ nên mình phải làm cho sạch. Đây là dưa hường mình khoảng 800g luôn. Này đi hết cái chợ mới có được một chỗ bán dưa hường mà mình cũng không có vừa ý mấy. Đây là nước dừa nha, khoảng 300ml nước dừa. Kho cá phải có nước dừa mới ngon nha các bạn, mình không có dùng nước lạnh. Hành lá. Cái này là nước màu. Nước màu này là Gấu tự làm nha các bạn. Còn đây là củ hành tím, tỏi, ớt. Cái này là gốc hành Gấu đã đâm dập nè, làm cho nó dập. Bây giờ Gấu sẽ bắt đầu làm nha. Giờ bắt đầu mình sẽ ướp cá nha. Mình sẽ cho 5 muỗng nước mắm ngon vào đây. Mình sẽ dùng 5 muỗng nha các bạn. Muỗng nước mắm, 1 muỗng cà phê bột ngọt, 1 muỗng cà phê đường, 1 muỗng cà phê hạt nêm, gốc hành đập dập luôn, bỏ vô, hành tím mình bỏ vô luôn, tỏi ớt mình bỏ vô luôn. Cái này để lát mình để mở lên mình chiên. Nước màu. Cái này nước màu mình tự pha nha. Bỏ vô đây luôn. Rồi. Như vậy là xong, bây giờ mình sẽ trộn cá lên nha các bạn, cho cá nó thấm vào gia vị. Mình trộn xong rồi đó, mình đợi khoảng nửa tiếng cho cá nó thấm. Trong khi chờ đợi cá thấm á, thì Gấu sẽ gọt dưa hường. Dưa hường này á, thì Gấu đã gọt vỏ sạch và cắt miếng vừa ăn rồi nè. Như vậy là vừa ăn rồi nè các bạn. Lâu lắm rồi Gấu chưa được ăn lại món này. Khoảng 1 năm rồi đó, hôm nay làm lại chắc ăn hết nồi cơm luôn á. Bây giờ cá mình nó đã ướp xong nãy giờ khoảng nửa tiếng rồi nè. Bây giờ mình bắt đầu kho nha. Đợi chảo nóng mình sẽ cho dầu ăn vào. Giờ mình sẽ cho tỏi vào nha các bạn. Đợi cho tỏi nó hơi bắt mùi thơm mà mình tắt bếp. Giờ mình sẽ cho cá vào đây nha. Thơm lắm nha các bạn, nó có xanh, nó có mùi thơm của hành, của tỏi. Mình để cá nó thấm đều gia vị, mình sẽ chế nước dừa vào.
Giờ mình sẽ cho nước dừa vào nha các bạn. Cho hết nước dừa vào đây luôn. Thơm quá mấy bạn ơi. Rồi. Giờ mình sẽ cho vào ở đây một muỗng cà phê cà na nữa. Như vậy món ăn của mình đã đậm đà lắm luôn rồi đó nha các bạn. Giờ mình sẽ cho dưa hường vào. Cho hết vào đây luôn. Các bạn cẩn thận coi chừng nó văng nha. Thơm quá à. Thơm lắm nha. Mấy bạn nhìn hấp dẫn không nè. Rất là ngon. Thơm lắm luôn á. Nãy mình thử rồi, ngon nhất nách luôn. Mình đợi khoảng 1 đến 2 phút nữa cho dưa hường nó chín ha. Nó gần chín rồi nè các bạn. Thơm quá trời thơm luôn. Giờ món ăn của mình đã chín rồi, mình sẽ cho hành lá vào đây nha các bạn. Tại nhà mình có bé, mình không có để ớt nhiều được. Mấy bạn thích ăn thì để ớt vô nha. Để ớt vô càng nhiều thì càng ngon thôi chứ không có gì hết á. Nhà mình có bé, bé ăn không có được nên mình không có dám để ớt. Có để ra dĩa, để ớt riêng thì được. Rồi, như vậy là món ăn của mình đã hoàn thành rồi. Bây giờ mình sẽ nhắc ra dĩa nha, mình để cái dĩa. Tiên 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 tiên. Vậy là gấu đã làm xong cái món cá rô kho dưa hường với nước dừa nè. Màu sắc rất là bắt mắt. Món ăn rất là thơm luôn. Chút xíu nữa gấu sẽ ăn cơm. Gấu chúc các bạn luôn nấu ăn ngon và thành công với món cá rô kho dưa hường này nha. Các bạn có thể kho với lại cá phi, cá lóc. Nói chung mấy bạn thích cá nào thì mấy bạn kho dưa hường với loại cá đó nha. Món này rất là dễ ăn, mình có thể ăn kèm với nước mắm mặn, mình chấm dưa hường nha các bạn. Nếu các bạn thấy video này hay thì nhớ đăng ký cho gấu nha. Gấu sẽ ra thật nhiều món ăn ngon hơn nữa. Tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn nha. Nhớ nấu ăn thật ngon cho cả gia đình mình cùng thưởng thức nha các bạn. Tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại. Bye bye.